Tiêm kích Nga chặn hai oanh tạc cơ Mỹ ở biển Baltic. Bộ Quốc phòng Nga thông báo điều các tiêm kích chặn hai oanh tạc cơ chiến lược của Mỹ tới gần không phận khi chúng bay qua biển Baltic. Tổ bay của chiến đấu cơ Nga xác định các mục tiêu trên không là hai máy bay ném bom chiến lược B-1B của không quân Mỹ. Bộ Quốc phòng Nga cho biết ngày 25 tháng 5, thêm rằng các tiêm kích Su-27 và Su-35 đã xuất kích để chặn oanh tạc cơ Mỹ. Theo Bộ Quốc phòng Nga, hành động vi phạm biên giới quốc gia đã bị ngăn chặn khi tiêm kích buộc máy bay Mỹ phải bay xa khỏi không phận Nga. Các tiêm kích sau đó trở về căn cứ không quân an toàn. Tiêm kích Nga thực hiện chuyến bay theo đúng quy định quốc tế về sử dụng không phận, tuyên bố của bộ này nêu thêm. Mỹ hiện chưa phản hồi về thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga. Đây là sự cố thứ hai như vậy trong tuần này. Bộ Quốc phòng Nga hôm 24 tháng 5 cũng nói rằng các hệ thống kiểm soát không phận phát hiện hai ưng tử cơ chiến lược B-1B của không quân Mỹ trên biển Baltic tiếp cận biên giới Nga. Tiêm kích Su-27 thuộc hạm đội Baltic đã xuất kích để ứng phó. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Patrick Ryder sau đó xác nhận hai oanh tạc cơ B-1B của Mỹ bay qua vùng biển Baltic và chạm mặt tiêm kích Nga. Đây là hoạt động được lên kế hoạch từ lâu tại châu Âu. Theo tôi được biết, sự việc tương tác lần này là an toàn và chuyên nghiệp của máy bay Nga, ông Ryder cho biết. Không quân Nga nhiều lần điều tiêm kích chặn máy bay nước ngoài trên các vùng biển gần biên giới trong những tuần qua. Trước đó, Nga ngày 15 tháng 5 điều tiêm kích Su-27 chặn máy bay tuần thám P-3C Orion của Hải quân Pháp và Atlantic 2 của quân đội Pháp trên biển Baltic. Một máy bay không người lái UAV MQ-9 Reaper của Mỹ ngày 14 tháng 3 đã rơi xuống biển đen sau khi bị tiêm kích Su-27 Nga xả nhiên liệu vào. Quân đội Mỹ cho rằng cánh quạt chiếc UAV bị hỏng sau va chạm với tiêm kích Nga. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố tiêm kích Su-27 không va chạm với UAV của Mỹ. Cục diện chiến sự sau khi Nga tuyên bố kiểm soát trào lửa Bakhmut Việc Nga tuyên bố kiểm soát hoàn toàn thành phố Bakhmut ở miền đông Ukraine đã đặt ra bài toán mới cho cả hai bên sau nhiều tháng giao tranh khốc liệt tại trào lửa này. Bộ Quốc phòng Nga hôm 20 tháng 5 tuyên bố lực lượng quân sự nước này đã kiểm soát hoàn toàn Bakhmut, nơi hàng nghìn binh sĩ Nga và Ukraine đã ngã xuống trong trận chiến dài nhất và đẫm máu nhất kể từ khi xung đột nổ ra. Nếu được xác nhận, việc Nga kiểm soát Bakhmut được xem là một thành công mang tính biểu tượng đối với Moscow. Đây là thành phố đầu tiên của Ukraine mà Nga tuyên bố kiểm soát hoàn toàn sau thành phố Lichitansk vào mùa hè năm ngoái trong khi đó nếu Bakhmut rơi vào tay nga đây sẽ là bước lùi với Ukraine sau nhiều tháng Kyiv triển khai lực lượng để chặn đà tiến công của Moscow ở thành phố miền đông này đối với nga việc giành được Bakhmut là chiến thắng mang ý nghĩa khích lệ tinh thần to lớn ngược lại việc để mất Bakhmut có thể làm giảm nhuệ khí của Ukraine dù các đồng minh của Kyiv cho rằng thành phố này không có nhiều giá trị chiến lược theo Michael Kopman, một chuyên gia về quân đội nga tại tổ chức tư vấn CNA có trụ sở tại mỹ việc giữ lại thành phố Bakhmut giúp Ukraine duy trì sự hỗ trợ từ các nước phương Tây và là bằng chứng cho thấy sự viện trợ sẽ tạo ra sự khác biệt. Tuy vậy, Bakhmut bây giờ đã trở thành đống đổ nát và việc kiểm soát thành phố này cũng chưa chắc giúp Nga đạt được mục tiêu lớn hơn là kiểm soát toàn bộ vùng Donbass, phía đông Ukraine, khi quân đội Kiev vẫn tiếp tục làm suy yếu lực lượng Nga và chọc thủng phòng tuyến của Moscow ở một số khu vực để tiến vào thành phố từ phía Bắc và phía Nam. Theo New York Times, bài toán đặt ra là liệu Nga có thể giữ được thành phố bị tàn phá nặng nề này hay không trong bối cảnh Ukraine bắt đầu chiến dịch phản công quy mô lớn. Ukraine đang tìm cách gây khó khăn cho nỗ lực này của Nga bằng cách dội mưa pháo vào các lực lượng Nga đang ở Bắc Mút. Các nhà phân tích quân sự nói rằng nếu Moscow tiếp tục gửi quân tiếp viện để bảo vệ Bắc Mút, điều đó có thể làm suy yếu khả năng của các lực lượng Nga trong việc ngăn chặn một cuộc phản công quy mô lớn mà Ukraine tuyên bố sắp bắt đầu. Tình báo quốc phòng Anh cho biết Moscow đã tái triển khai một số tiểu đoàn để củng cố lực lượng ở Bắc Mút, trong khi các lực lượng chiến đấu của Nga bị kéo căng tại Ukraine. Ngay cả khi các lực lượng Ukraine rút khỏi các cuộc giao tranh cận chiến qua từng khu nhà, họ vẫn đưa quân tiếp viện tới củng cố các vị trí phía sau phòng tuyến, đảm bảo khả năng kiểm soát các con đường và tuyến tiếp tế ở phía tây Bakhmut. Ukraine cũng tập trung tấn công các vị trí của Nga ở phía bắc và phía nam thành phố Bakhmut. Một trận chiến gần đây đã chọc thủng phòng tuyến của quân đội Nga ở phía nam làng Ivankivsk, buộc binh sĩ Nga phải rút lui. Nếu các lực lượng Ukraine tiếp tục phản công, Họ sẽ đặt Nga vào thế phòng thủ trên gần như toàn bộ chiến tuyến, vốn kéo dài hàng trăm km. Ông Sergei Horatsky, một cựu đại tá trong quân đội Ukraine và là nhà bình luận về xung đột Ukraine, cho rằng việc Nga giành quyền kiểm soát Bakhmut thực sự không có nhiều ý nghĩa. Nga đã cạn kiệt khả năng tấn công của họ và đó là lý do tuyên bố một cách tuyệt vọng rằng họ đã chiếm được Bakhmut, ông Horatsky nhận định. Một số nhà phân tích cho rằng số phận của Bakhmut sẽ có khả năng giống như Israel, -um, Liman và Kherson, cùng với các thành phố khác những khu vực Nga từng giành quyền kiểm soát nhưng sau đó bị Ukraine chiếm lại. Các lượng chiến đấu của Nga đang bị gian mỏng sau nhiều tháng chịu tổn thất nặng nề do các cuộc giao tranh khốc liệt. Câu chuyện về Bakhmut vẫn chưa kết thúc. Nhiều đơn vị Ukraine vẫn bám trụ ở ngoại ô Bakhmut và thế đứng của Nga tại Ukraine hiện không thực sự chắc chắn. Ở thời điểm hiện tại, Nga đang kiểm soát Bakhmut nhưng tình hình không ổn định, Dara Masikot, nhà nghiên cứu cấp cao tại Tổ chức Tư vấn Rancorp ở Mỹ nhận định. Chuyên gia Masikot cho rằng, khoảng thời gian từ 2 đến 3 tuần tới sẽ là giai đoạn rất quan trọng đối với Moscow cho việc kiểm soát Bakhmut, khi Nga phải phân bổ lực lượng để phòng thủ trước chiến dịch phản công của Ukraine. Để kiểm soát Bakhmut, thành phố không có tầm quan trọng chiến lược nhưng mang tính biểu tượng đối với cả hai bên. Nga sẽ phải rút quân từ các vùng lãnh thổ khác mà họ đã kiểm soát trước đó để tiếp viện cho Bakhmut, khiến các khu vực này dễ bị tổn thương hơn trước đòn tấn công từ Ukraine. Nga không biết chính xác một cuộc phản công của Ukraine sẽ bắt đầu từ đâu và dựa trên Vị trí phần lớn lực lượng của họ hiện tại, Nga có vẻ đặc biệt lo ngại về khu vực Zaporizhia và hành lang trên bộ nối với bán đảo Crimea bị cắt đứt, chuyên gia Masikot cho biết. Vì vậy, Nga sẽ cần phải cân bằng giữa việc di chuyển các nguồn lực bổ sung vào vị trí xung quanh Bakhmut, nhưng cũng phải đảm bảo khả năng phòng thủ ở các khu vực khác trên mặt trận nếu chiến dịch phản công của Ukraine bắt đầu, bà Masikot nói thêm. Nga cũng phải đối mặt với rủi ro tiềm ẩn khác khi tổ chức quân sự tư nhân Wagner rút quân khỏi Bakhmut sau nhiều tháng giao tranh khốc liệt. Jeffrey Picosin, người đứng đầu Wagner, thông báo lực lượng này sẽ rút quân từ ngày 25 tháng 5 tới ngày 1 tháng 6, sau đó sẽ chuyển giao trận địa Bakhmut cho quân đội Nga. Kể từ ngày 1 tháng 6, không còn chiến binh Wagner nào ở lại mặt trận Bakhmut cho tới khi chúng tôi trải qua quá trình tổ chức lại, tái trang bị và huấn luyện bổ sung, ông Prigozhin tuyên bố. Wagner đã đóng một vai trò là lực lượng tấn công chủ lực tại Bakhmut kể từ khi các cuộc giao tranh gia tăng ở khu vực này vào mùa thu năm ngoái. Ông chủ Wagner cho biết khoảng 20.000 thành viên Wagner, trong đó một nửa là tù nhân, đã không qua khỏi tại Bakhmut kể từ cuối năm ngoái và nghìn người khác bị thương. Tuy vậy, các chuyên gia quân sự hoài nghi tuyên bố rút quân của lãnh đạo Wagner. Đây là lần thứ ba ông Prigozhin tuyên bố rút quân khỏi Bakhmut. Trước đó, ông từng khẳng định sẽ từ bỏ thành phố này nếu quân đội Nga không cung cấp thêm đạn cho các chiến binh Wagner. Tình hình bây giờ đã thay đổi khi ông Prigozhin hoàn thành mục tiêu kiểm soát thành phố. Không ai có thể trách móc ông ấy vì rời bỏ thành phố này, vì vậy vẫn có khả năng Wagner sẽ rời đi, nhưng thời điểm rút quân vẫn chưa chắc chắn. Quân đội Nga nhiều khả năng khó tìm được lực lượng thay thế trong thời gian ngắn như vậy và Wagner sẽ không để chống các vị trí này. Ivan Markbiev, nhà phân tích quân sự Nga nhận định. Chuyên gia Masikov cho rằng các đơn vị của Nga gần Bakhmut cũng khó lấp đầy vị trí mà Wagner bỏ lại trên tiền tuyến. Các lực lượng Nga chiến đấu ở Bakhmut gồm những binh sĩ mới được huy động gần đây và họ không có nhiều kinh nghiệm tác chiến. Một phương án khác mà Nga có thể lựa chọn là triển khai lính dù, lực lượng đã có nhiều kinh nghiệm tác chiến. Tuy nhiên, nếu điều thêm lính dù bảo vệ Bắc Mút, Nga có thể mất đi những binh sĩ thiện chiến ở những nơi khác, trong khi những khu vực này cũng cần được bảo vệ. Các chuyên gia cũng chú ý tới những dạn nứt giữa lực lượng Wagner và quân đội chính quy Nga trong chiến dịch quân sự tại Ukraine. Cùng với tuyên bố chính thức của Bộ Quốc phòng Nga về việc kiểm soát hoàn toàn Bakhmut là một thông điệp chúc mừng từ Tổng thống Putin, người hiếm khi bình luận về diễn biến của cuộc chiến trong những ngày gần đây. Ông Putin đã dành sự khen ngợi cho cả lực lượng vũ trang Nga và lực lượng Wagner cho việc giành quyền kiểm soát Bakhmut. Tuy vậy, các chuyên gia cho rằng, sự thừa nhận chính thức đầu tiên của Tổng thống Putin về những đóng góp của lực lượng Wagner bên cạnh quân đội chính quy Nga sẽ chỉ đổ thêm dầu vào ngọn lửa cạnh tranh giữa hai lực lượng. Tôi nghĩ tuyên bố của ông Putin đồng nghĩa với việc ông công nhận cả hai bên đều đóng vai trò quan trọng ở Bakhmut. Tuy nhiên, căng thẳng giữa Prigozhin và Bộ Quốc phòng Nga vẫn còn rất cao. Cả hai bên đều không hài lòng vì phải chia sẻ trận địa Bakhmut với bên kia, chuyên gia Masikov cho biết. Các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Tác chiến IFW có trụ sở tại Mỹ cho rằng, nếu lực lượng Nga kiểm soát hoàn toàn thành phố Bakhmut, họ có thể sẽ thiếu lực lượng cơ giới để tiến xa hơn và thiếu quân tiếp viện cần thiết để đạt được các bước đột phá mà họ đã giành được tại Bakhmut. Trong khi đó, William Courtney, cựu đại sứ Mỹ và là thành viên cấp cao của tổ chức Rand Corp, nói với New York rằng, nếu các lực lượng Nga kiểm soát phần còn lại của Bakhmut, Ukraine có thể quay trở lại những khu vực được phòng thủ kỹ lương hơn ở phía tây thành phố. Trong tác chiến đô thị, việc đạt được các bước tiến vốn đã khó khăn vì phải chiến đấu qua từng khu phố, nhưng ở những vùng đất cao, Nga thậm chí còn gặp nhiều khó khăn hơn, ông Kokney nhận định. Theo chuyên gia Kokney, vào năm 2022, Ukraine từng đề ngỏ khả năng tiến hành một cuộc phản công ở Kherson và Zaporizhia, khiến Nga gấp rút điều quân xuống phía Nam. Tuy nhiên, quân đội Ukraine sau đó gây bất ngờ và giành quyền kiểm soát phần còn lại của tỉnh Kharkov ở phía đông bắc. Ông Kotney cho rằng Ukraine có thể sử dụng lại chiến thuật dương đông kích Tây trong chiến dịch phản công lần này. Chiến thuật này sẽ phát huy hiệu quả cao nhất nếu có sự phối hợp của cả lực lượng bộ binh, cả thiết giáp pháo binh và không quân. Tuy nhiên, một kịch bản có khả năng xảy ra là Nga sau khi kiểm soát toàn bộ Bakhmut sẽ tập trung vào việc chuẩn bị ứng phó với cuộc phản công của Ukraine và không bị rơi vào tình thế bất ngờ như mùa thu năm ngoái. Theo Jeff Fenchuk, nhà phân tích tình báo cấp cao tại công ty an ninh Global Guardian, việc Bakhmut có thất thủ hay không sẽ phụ thuộc vào quyết định của Bộ Tổng tham mưu Ukraine. Kiev có thể lựa chọn không triển khai thêm quân đến mặt trận Bakhmut từ đó cho phép họ tái tạo lực lượng chuẩn bị cho chiến dịch phản công sắp tới. Chuyên gia phiên túc cho rằng, nếu Nga kiểm soát hoàn toàn Bắc Mút, bước đi tiếp theo của họ có thể là di chuyển dọc theo tuyến đường cao tốc T0504 hướng về phía Tây tới thành phố Kostinivka, hoặc tiến về phía Tây Bắc tới Sloviansk, hoặc tạm dừng tiến công và củng cố lực lượng. Không có lựa chọn nào trong số này có lợi cho Nga, bởi vì một khi Nga di chuyển về phía Tây Bắc hoặc phía Tây, họ sẽ không còn được hỗ trợ và trở nên dễ bị tấn công. Hơn nữa, cả hai tuyến đường đều dốc, mang lại cho Ukraine khả năng phòng thủ cao. Bất kể Nga chọn cách nào, họ cũng phải đối mặt với một cuộc phản công của Ukraine, ông Phan Túc nói thêm. Theo Reuters, thành phố Yar tại phía tây Bắc Mút có thể trở thành mục tiêu tiếp theo của Nga, mặc dù thành phố này nằm trên vùng đất cao hơn và lực lượng Ukraine được cho là đã xây dựng các công sự phòng thủ gần đó. Việc kiểm soát Bắc Mút sẽ giúp Nga dễ dàng nhắm tới hai thành phố lớn hơn mà Nga đã quan tâm từ lâu ở vùng Donetsk là Kramatorsk và Sloviansk. Nga cần kiểm soát cả hai thành phố này để hoàn thành mục tiêu mà họ gọi là kiểm soát Cộng hòa Nhân dân Đôi Nhất tự xưng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng nói với CNN vào tháng 3 rằng ông lo ngại lực lượng Nga sẽ rộng đường tới hai thành phố Kramatorsk và Sloviansk nếu họ kiểm soát được Bakhmut. Cựu sĩ quan tình báo quân đội Anh Philip Ingram dự đoán rằng nếu Nga giành được Bakhmut, họ sẽ củng cố lực lượng ở đó và quân đội chính quy của Nga có thể giải vây cho lực lượng Wagner, mặc dù căng thẳng giữa hai bên vẫn còn. Nga ngay sau đó chuyển sang tấn công các thành phố tiếp theo theo các cách tương tự bằng cách san bằng tất cả các tòa nhà và buộc Ukraine phải đưa quân phòng thủ trở lại, ông Ekran cho biết. Chuyên gia phiên tức cho biết, những gì Ukraine làm sau khi kết thúc trận chiến tại Bang Mút phụ thuộc vào việc lực lượng Nga sẽ hành động tiếp theo như thế nào. Ukraine có thể tiến hành chiến dịch phản công ngay lập tức, nhưng cũng không loại trừ khả năng họ sẽ chờ thêm vài tháng nữa cho tới khi có đủ binh sĩ được huấn luyện về thiết bị mới do phương Tây cung cấp để tiến hành một chiến dịch quy mô lớn việc Ukraine rút khỏi Bắc Mút sẽ giúp quân đội Nga có cơ hội để củng cố các vị trí tại phía Nam trước thềm cuộc phản công của Ukraine. Mặt khác, Nga cũng phải triển khai lực lượng không nhỏ để chấn giữ Bắc Mút trong tương lai, Joshua Tucker, thành viên tại Viện Crow nhận định.